Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp với Quỳnh về câu chuyện của những câu chuyện trong dân gian, những câu chuyện ở làng quê trong một cái xóm nghèo của bà Năm, của cu Tèo mà quý thính giả đã gặp gỡ trong Hồn Thiên Nước Mặn. Mới xuất hiện gần đây với khoảng 4 tập truyện thôi, nhưng Quỳnh đã để lại dấu ấn rất đậm nét trong lòng của quý bà con nghe truyện. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nối tiếp những câu chuyện dân gian đó với Mà Nước Lên Bờ của Quỳnh nhé. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nè, đứng lại! Cái thằng kia, đứng lại nhanh lên cho tao! Tiếng la chối lối của Út Thương văng vẳng ở đằng sau. Phía trên đầu, bà Hai Thoa đang ngồi trên tấm chiếu, dí theo nó sát rạc. Thằng Tèo tay cầm chùm trái lý, vừa chạy thục mạng, vừa ngoái cổ cải cứu. Chị Út ngộ ghê á, rượt người ta mà biểu người ta đứng lại. Nó đang chạy thì gặp một cái đường mương, cố lấy đà phóng thiệt mạnh. Nó nhảy qua, cho cụ người lăn một vòng. Thằng Tèo té bịch một cái đau điếng. Nó ngồi dậy nhìn quanh quất. Xung quanh nó leo lét ánh đèn dầu để trên cái bàn tròn chữ nhà. Định thần lại một chút, nó mới biết là nãy giờ nó nằm mơ. Giải đạp kiểu gì mà rớt vịt xuống đất như vậy. Lơm cơm ngồi dậy phủi phủi cái đít quần, nó lèm bèm. Trời ơi, chị Út Thương bả ghê thiệt chứ, ám ảnh trong giấc chim bao luôn á. Vừa ngồi dậy định leo lên giường thì nó thấy ai ngồi lù lù chỗ góc mụn phía trong nhìn nó lơm lơm. Người đó cất tiếng: Ủa, bộ đêm nào anh cũng quậy vậy hả anh Tèo? Mẹ ơi, anh đạp mà em ngủ không được luôn á, phải chui vô góc ngủ ngồi nè. Vừa bụng anh chưa? Thì ra là thằng Đậu. Chú Thiếm Sáu có việc đi lên Bạc Liêu, sẵn tiện cho nó đi theo, rồi tấp ngang qua nhà bà Năm gửi nó luôn. Nó đăng ký qua nhà ông Tám ngủ chung với thằng Tèo để anh em rù rì tâm sự cho đã. Tâm sự đâu không thấy, chỉ thấy bị đạp mấy cái vô be sườn, phải ngồi như chạy lũ từ nãy tới giờ. Thằng Tèo lúc này quê một cục, gãi gãi đầu. Thôi nằm xuống ngủ đi, tao chỉ mới đầu hôm vậy thôi à, giờ là ngủ tới sáng luôn á, mày yên tâm đi. Anh nói đó nghe, đạp nữa mời em đi độn giáp sớm á, cho nó giá luôn cho biết. Sáng bảnh mắt ra, thằng Tèo mới nheo nheo, vác cái mặt cũ mềm bước ra khỏi mụn. Ra tới sàn nước dưới mé sông, đã thấy thằng Đậu ngồi đó từ đời nào. Thằng Đậu là con miệt biển nên nó thức sớm quen mắt. Nhất là về trên này, nhìn đâu cũng thấy cây trái xanh Nó háo hức chờ thằng Tèo dẫn nó đi khám phá hết mấy thứ lạ lùng mà thằng Tèo vẫn thường hay kể với nó. Trời ơi, thằng này thức sớm dữ vậy. Xí nữa ăn cơm xong á, tao dẫn mày đi câu cá rồi bẻ dừa ăn. Bữa nay anh sẽ cho mày mở mang tầm mắt nha. Nhà anh trồng sơ sơ 5 loại dừa cơ bản, với gần 200 gốc chứ nhiều đâu mày. Về đây uống nước dừa thay nước mưa luôn. Thằng Đậu tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ủa, em tưởng dừa thì trái nào cũng vậy chứ, sao có loại này loại kia được. Ui sao mệt mày ghê, lát rồi biết chứ gì, ngồi đâu cãi. Y như dự tính ban đầu, sau khi làm sơ sơ vài chén cơm với mớ cá lòng rồng kho tiêu, canh chua bông súng, hai thằng kéo nhau ra bờ dừa để câu cá. Thằng Tèo chỉ xuống ao nói: Cái ao này á, má tao nuôi cá thác lát dữ lắm, mày câu kiếm vài con lên nào làm chả ăn, còn tao đi bẻ dừa. Dừa trong vườn ông Tám không cao lắm nên thằng Tèo không cần xài cái móc dừa mà leo lên luôn cho dễ lựa. Nó như con khỉ vậy, ôm lấy cây dừa mà bước lên thoăn thoắt. Chốc lát đã lên tới đọt dừa, ngồi dắt dẻo trên đó. Thằng Đậu thấy ham quá, bỏ cái cần câu qua một bên, chạy lại gốc dừa bám thiệt cứng để leo lên. Nhưng trầy trật hoài mà không được, bắp tay bắp đùi trầy trụa hết trơn. Nó hậm hực đi lại cầm cái cần câu. Mai sao ngay lúc đó, con cá nó đang rỉa. Nó giật mạnh một cái, con cá quậy nước thiệt mạnh, rồi tuột lưỡi câu lặn mất tiêu.
Thằng Tèo ngồi trên đột dừa thấy cảnh đó, nó cười mém té xuống đất. Thằng Đậu càm ràm: "Ừ, thấy mắc ghét à. Mốt về dưới á, em không có dẫn anh đi bắt nghiêu nữa đâu." "Ừ, thôi mệt mày quá à. Con trai gì mà giận lấy như con gái vậy. Chịu á, tao ra giật mấy trái dừa xuống cho mày chan cơm ăn với kho quẹt, được chưa?" Nó trề môi, khoái lắm, nhưng giả bộ làm lơ, vừa câu vừa nhăn nhó bản mặt như khi ăn ớt vậy. Được một chút sau, trong thùng đã có vài ba con cá, phần nào cũng nguội bớt cái sự quào quọ trong bụng nó nãy giờ. Lát sau thằng Tèo khệ nị xách theo mấy trái dừa, lớn có nhỏ có, trái xanh trái vàng, có trái còn phơn phớt hồng trên cuống nè. "Đây nè, để tôi chặt cho mày ăn. Mày thích ăn sọ dừa không? Để anh biểu diễn cái tuyệt chiêu gọt dừa cho mày lé con mắt một bữa." Vừa chặt chặt gọt gọt, thằng Tèo vừa chỉ trỏ, kể có giò có dọc: "Cái trái xanh này là dừa ta bình thường nè. Còn cái trái màu xanh nhỏ hơn là dừa sim, nước ngọt dữ lắm nghe mày. Trái này là dừa giang, bên trong cái vỏ màu xanh thay vì màu trắng thì nó là màu hường. Trái màu vàng đậm ở đây kêu bằng dừa lửa. Còn riêng hai trái này nè, là không phải đâu cũng có trồng nè mày." Thằng Tèo vừa nói vừa dỗ dỗ vô trái dừa bự tổ chẳng với trái dừa nhỏ xíu, nhìn cái tướng non ẹo. Thằng Đậu trề môi nói dằn lại: "Thôi đi, bà Đạt thấy em không biết cái nói chuyện bà Đạt xạo à. Nó cũng bình thường thôi chứ có gì đâu." "Mày nói bình thường phải không? Vậy bây giờ tao thách mày á, uống hết trái dừa bự này nha. Mày mà uống hết á, tao cho mày trái dừa nhỏ này mày ăn mình lên. Còn không là trái dừa nhỏ này phần tao ạ." "Hả? Cái trái dừa nhỏ này ngộ hơn cái gì mà anh làm bộ bí mật kìa?" Thằng Tèo cười cười, chẻ trái dừa ra làm đôi, rồi chặt một phần tư đưa cho thằng Đậu: "Mẹ ăn đi, biết cái gì? Ăn luôn cái vỏ dừa nha." Thằng Đậu nghi hoặc, đưa lên cắn một miếng nhỏ. Nó nhấm nháp trong miệng xong thì đưa lên cắn một miếng nữa. Chợt nó kêu lên: "Ôi mẹ ơi, sao ngộ vậy? Nó giòn giòn y như cái hũ của hũ dừa chứ." "Trời, chứ mày tưởng anh mày nãy giờ lừa mày hay gì? Cái trái dừa này ở đây người ta kêu bằng dừa ngọt. Cái nước của nó chua lét hả, nhưng mà cái vỏ nó ngọt. Khúc ở trên đầu ăn giòn giòn như của hũ dừa vậy đó. Khúc sơ ở dưới thì ăn như mía, ngon lắm á. Mà cái cây của nó ít trái, một buồng chừng 3-4 trái là dữ lắm rồi." Thằng Đậu ham ăn, hút trái dừa ngọt vô trong mình cho cười hì hì. "Anh nói đó nghe, vậy cái trái dừa ngọt này về tao em chắc luôn á. Anh chưa nghe biệt danh của em là thần nước hả? Cái trái dừa có bi lớn à, chừng lít nước là cùng. Còn nhiêu vỏ không chứ có gì đâu hù em." "À ừ, thì mày chờ cho xuống cơm đi đủ. Chứ tao không có ép mày uống liền à. Tới chừng thua một cái á, quay qua nói tao ăn gian là không có được à." Thằng Đậu nghĩ ngợi chút xíu, cũng không dám khinh địch, cho nên nó gật gật. Hai thằng ngồi câu thêm một chập nữa. Tới khúc thấy khát nước rồi, thằng Đậu mới quay qua dỗ chai thằng Tèo: "Tèo, bắt đầu chiến đi, em thấy khát nước rồi đó." "Rồi, chuẩn bị tinh thần á, tao bắt đầu chặt rồi." Thằng Đậu hít sâu, thấy bụng căng căng, cái nó chạy rẹt ra đằng xa, đứng tưới gốc dừa. Xong xuôi quay lại, đã thấy thằng Tèo chặt xong trái dừa ngồi chờ nó. Thánh thần thiên địa ơi, trái dừa tổ chảng cỡ cái thau chắc nước cơm, mà vỏ thì mỏng lét hả. Thằng Đậu đánh lô tô trong bụng, nhưng vẫn tráng nó cứng. "Anh ngồi đó coi thần nước thể hiện nè." "Ê khoan, mày đợi tao một chút đi. Tao làm cho mày cái ống hút, uống cho nó dễ. Chứ ngước cổ mà uống nó đè bật ngửa." Thằng Tèo chạy lại cái bụi sậy gần đó, chặt một cây bằng nửa ngón tay trỏ, tước một cọng gân lá dừa, chọc chọc ngoái ngoái trong cây sậy, cho thổi cái phù, đưa cho thằng Đậu: "Nè hút đi, mày hút chừng hơn nửa trái là lật bụng liền thôi." Thằng Đậu trề môi: "Để coi ai mới là người ăn trộm phần thưởng á." Nó cúi xuống hút như rồng hút nước. Được tầm nửa trái, nó bắt đầu thấy ngán, nhưng mà lại sợ bị quỳ, cho nên cố gắng hút tiếp. Nhắm mắt nhắm mũi mà dồn, cuối cùng cũng hết trái dừa. Thằng Tèo vỗ tay: "Cái thằng này giỏi dữ mày,
trái dừa bung mà nó quất một phát hết luôn. Bái phục nè. Rồi rồi rồi, trái dừa ngọt này á là của mày đó, ăn đi. Thôi để đi, chịu chút em ăn. Vậy thôi, mày xách thùng cá đi, tao nẻo mới trái dừa xách vô. Thằng Đậu lên tơn xách cái thùng cá đi đằng trước. Thật ra là nó ráng ém để không trào nước ra khỏi miệng thôi, chứ trong bụng cũng muốn lắm. Uống hết trái dừa mắt ách luôn, ói không được mà ém cũng không xong. Đang chưa biết làm sao thì thằng Tèo ngoài sau nói dới lên. Ê, hình như con chắc á, nó đu cái nhượng của mày kìa Đậu ơi. Thằng Đậu giật mình rờ xuống cái nhượng, có con gì đó mềm mềm lạnh lạnh đang đu cứng ngắc ở đó. Nó bậm môi giật ra đưa lên mặt dụm. Một con vắt đen thui rướng cái đầu mềm ẹo đang quơ qua quơ lại chào hỏi. Ốc cục nổi lên trần trần, nó giãy cái tai phành phạch, liện luôn cái thùng cá qua một bên, chạy như bay vô nhà, miệng la chí chóe. Thằng Tèo ở đằng sau cười bò càng bò niễn. Đi vô nhà thấy thằng Đậu nằm lăn trên bộ dáng ở nhà sau, thở ành ạch lên. Bà Tám bước xuống hỏi: "Gì mà thở như trâu rượt vậy ông tướng?" "Con mệt quá bác Tám ơi, chạy từ ngoài vườn vô đau bụng thở không nổi luôn." Giữa lúc thằng Tèo bước vô, mặt còn đỏ rần vì cười. "Nó bị dắt đeo đó má, con chỉ cho nó hay đặng nó bắt ra mà nó chạy cái đó đó. Mới uống hết trái dừa bung mà chạy ổng sóc không cũng uổng." "Trời đất ơi, mày dụ nó nữa phải không? Nó uống nữa có bể bụng là tao không có đẻ kịp đành cho vợ chồng thằng Sáu nghe mày." Thằng Đậu đang nằm thở thì nhớ chực lại cái vụ con vắt. Nó lơm cơm ngồi dậy, vạch quần vạch áo ra, rờ hết mình mẩy. Thấy không có gì, nó mới nằm xuống mà thở tiếp. Bà Tám nhìn vừa tội nghiệp vừa mắc cười. Bà đi nhanh lên nhà trên, rù rì kể cho ông Tám nghe. Hai vợ chồng lắc đầu cười khùng khục. Thằng Đậu nằm nghỉ một hồi, xả hai ba lần nước thì khỏe lại. Nó ngồi chồm hổm, tận hưởng cái vị ngọt lạ của trái dừa mà nó phải đổ ra bao nhiêu công sức mới có được. Đang cười tủm tỉm thì thằng cu đỏ đi vô sân, réo lên trời: "Tèo ơi Tèo, có nhà không?" Dạ con thưa bác Tám trai." "Dạ con thưa bác Tám gái." "Anh Tèo mày ngoài nhà sao đó." Thằng cu đỏ đi một hơi ra sau nhà, thấy thằng Tèo với thằng Đậu đang ngồi cạp dừa, thì nó đi lại gần thằng Tèo, chụp trái dừa sọ mà thằng Tèo đã gọt vỏ sạch sẽ, bẻ một miếng, rồi ngồi phịch xuống đất sát chỗ thằng Tèo. Nó khiều khiều nói nhỏ: "Anh Tèo, tụi thằng với thằng xuống dưới chủ mình mới đánh trận giả. Em nói nghe nè, đám tụi nó có 8 đứa, tụi mình 4 đứa, kiếm thêm 4 đứa nữa là đủ chơi rồi. Trưa giờ em đẻo sẵn kiếm mình bát rồi đó. Bây giờ đi lượm dừa non với dây chuối, mai chơi khô máu với nó luôn." Thằng Tèo nghĩ một hồi, cho khiều hai thằng tụm đầu lại, xù xì nói: Nè, tối nay ba thằng mình đi đào một cái lỗ chỗ cái đám ruộng nhà Mút đi, lấy tàu dừa khô với gốc trà phủ lên. Tới đó mày giả bộ thua, cái dẫn quân tụi nó chạy về hướng đó, cho sụp cái hầm, mình bắt sống trói lại. Nó muốn thu quân là phải nộp một rổ trái thù lụng." Hai thằng kia gật gù khen cao kiến. Trong đám có thằng Tèo là lớn tuổi nhất, nên tụi nó đều phong Tèo là nguyên soái. Bao nhiêu năm chinh chiến đều chiến thắng vẻ vang. Nói về độ liều thì tụi con nít xóm dưới phải kêu tụi này bằng sư phụ. Năm nay có thêm thằng Đậu nhập bọn nữa thì như cọp một thêm râu. Phải cho tụi kia biết sợ mà không dám thách đấu nữa. Y như lời hẹn, bữa sau thằng Tèo dẫn thằng Đậu, thằng cu đỏ, con thia với 4 đứa nữa ra ngoài ruộng. Trời nắng chang chang, hổng khăn hổng nón gì. 8 đứa khí thế bừng bừng đứng chờ tụi xóm dưới. Chờ tầm 5 phút, con thia làm nhiệm vụ cảnh giới đang ngồi gặm trái bình bát thì la lên: "Ê, tụi nó tới cái nguyên soái!" Cá đội nhìn ra phía ruộng nhà bà Năm thì thấy tụi giấy thang đang kéo quân qua, vừa đi vừa phất cờ lá chuối la rân trời. Thằng giấy thang dẫn đầu, tay cầm cây đao bằng bẹ dừa nước bự tổ 4. Tụi nó đứa nào cũng đeo thắt lưng bằng dây chuối, dắt lủng lẳng lụ đạn dừa non,
đeo thêm kiếm bằng bình bát. Tụi thằng Tèo cũng không có khác gì, chỉ khác mỗi cái vũ khí bí mật mà tụi nó đã chuẩn bị từ hồi đêm hôm qua. Thằng Tèo nguyên soái đứng lên vỗ vai thằng đầu tướng quân rồi ra lệnh: "Tấn công!" Thằng đầu giơ cây chùy bằng trái dừa điếc cắm vô đầu cái bình bát, dẫn binh đoàn bốn đứa tấn công địch. Mới chạy được mấy bước, thằng đầu sụp đất nẻ té bò càng. Tụi bên kia thấy vậy thì ôm bụng cười nghi ngã. Lợi dụng tình thế, tụi quân nhà quăng lựu đạn như mưa, quân địch phải núp vô bờ mương mà trốn. Được lệnh rút lui, cả đám chạy thiệt nhanh vậy. Nguyên soái ra lệnh cho tham mưu trưởng đi qua đàm phán. Thằng cu đỏ kênh kênh đi qua chỗ bờ mương, dõng dạc nói: "Ê tụi ghe, không hồng thì giơ tay chịu trói đi, nếu không muốn ăn mưa lựu đạn. Còn nếu như tụi bay vẫn cứng đầu thì..." Không để cho cu đỏ nói hết câu, thằng giấy thang đứng lên ra lệnh tấn công. Nào là binh tướng xông lên quánh một lượt, thằng đỏ hết hồn quăng cờ lá chuối chạy thục mạng. Tụi quân nhà cũng được lệnh tháo chạy, trút nhanh về hướng ruộng của ông Út để phục kích ở đó. Hướng mắt về tham mưu trưởng cu đỏ, cả bọn thấy nó đang chạy hăng thì giảm tốc độ. Vừa nhìn quanh quất vừa chạy, tụi kia thì đuổi theo sát nút. Thấy tình hình không ổn, nguyên soái Tèo ra lệnh tấn công bảo vệ tham mưu trưởng. Binh đoàn mới xách đích chạy, chưa kịp xông lên thì tham mưu trưởng đã chạy thẳng vô bãi nhà, rớt một cái đuổi trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên. Khẩn lại vài giây, thằng giấy thang trỏ cây đao bập bẹ mà chửi: "Ha, khá khen cho tụi bay ha, còn âm mưu đặt bẫy quân tao nữa, ai ngờ tự rước quả vô thân. Anh em thừa thắng xông lên chiếm thành cho ta." Thằng nguyên soái Tèo đứng lại chỗ cái thành bằng ba tàu dừa chụm lại với nhau. Sáu đứa kia phi lên chiến loạn xạ, kiếm cây bình bát khiêng bằng mo nang, còn có vài đứa nhào vô sáp lá cà mà giật nhau huỳnh huỵch. Bỏ mặt thằng tham mưu trưởng cu đỏ đã leo lên khỏi cái bẫy lủi đi đâu mất dạng. Đang hăng say với cuộc chiến thì có tiếng la thất thanh từ giường nhà của bà Ba Hên: "Trời ơi, bớ làng sớm ơi cứu người với, thằng nhỏ leo cây té rồi." Tụi nó đồng loạt ngừng giao chiến, vừa hay con Thia kịp quất cho thằng bên kia một cây kiếm bình bát vô lưng. "Dạ cái con này, tao nghĩ rồi mà còn quánh tao mày. Tao lỡ tay, đang ngon trớn không có thắng lại được." Thằng Tèo với thằng giấy thang đang ghè nhau bằng hai cây đao thượng phương cũng dừng lại mà ra lệnh: "Thôi để mốt quên tiếp, giờ chạy đi coi vụ gì kìa." Cả đám trầm rập chạy đi lại hướng giường của nhà bà Ba. Tới nơi thì thấy đã có vài người ở đó. Nằm còng queo dưới đất là một thằng mập úng, mặc cái quần cục đỏ, đang rên lên ẹ. Thằng Tèo chạy lại la lên: "Trời đất ơi thằng đỏ, mày làm gì đang đánh trận mà chạy lên đây nằm đóng vậy?" Thằng cu đỏ miếu máu: "Hồi sáng nhà em ăn bí hầm dừa ngon quá, cái em quất hết tô luôn à. Hồi nãy đang chạy thì bị chọt bụng, em nhìn vòng vòng coi có chỗ nào giải quyết không thì bị sập hầm. Leo lên chạy lại giường nhà bà Ba giải quyết xong thì thấy cái cây gọn trái quá trời à. Em tính leo lên bẻ một ôm trái non đang làm quân lương cho mấy nem chấm muối ớt á. Đang giới tàn hai á thì có ai đó đẩy em một cái, rớt thẳng xuống dưới đất luôn nè." "Trời ơi, mày ném về tham ăn chứ tham mưu gì nữa. Quánh trận kiểu mày á, anh em chết như ngã rã hết. Ham bẻ cho té rồi đổ thừa người ta xô, ai đâu leo lên đó mà xô mày." Nghe tới đây, mấy người lớn nhìn nhau, sắc mặt tái đi chút ít. Ông Út Lỡ mới nói: "Thôi đừng có hỏi nữa, câu thằng nhỏ có sao không đã?" Mọi người xúm lại trợ mình trợ mẩy, nắm tay chân, thấy mọi thứ vẫn ổn thì sai thằng Tèo cõng thằng đỏ về. Nó nằm trên lưng thằng Tèo mà thở thôi thớp như con gà bị cắt cổ. Thằng Tèo xốc nó lên một cái rồi chửi: "Ham ăn cho cố vô, nặng như trâu vậy, té một cái mà thở cỡ đó. Trời ơi, anh thử té từ trên tầng 3 của cây gọn xuống coi, cô có thở nổi không biết." Mà mày nói tao mới nhớ, cái cây gòn này có mấy tầng vậy ta? Tao nghe bà Năm kể cây gòn nào mà đủ 9 tầng là có ma vô ngự. Trời ơi gì ghê vậy anh, cái đó chắc cũng cỡ 8-9 tầng gì đó, cao lắm á trời.
đâu anh quay lại điếm thử coi. Thôi khỏi đi mày, cổng mày là tao muốn hụt hơi rồi, còn quay lại điếm nữa, tao hất mày xuống đường luôn bây giờ. Câu chuyện cũng qua đi, mọi người dường như cũng đã quên lãng. Cho tới một bữa nọ, có mấy bà trong xóm kéo nhau đi coi vô tuyến. Hôm qua mấy đứa nhỏ nó nói bữa nay chiếu tuồng hoàng hậu không đầu. Trên đường đi về, mấy bà bàn tán xôn xao, nắm tay nhau đi sát rạc. Nhớ tới cảnh con ma cục đậu đi mua sữa, bà nào bà nấy óc cục nổi rần rần lên. Một bà nói: "Thôi mấy má ơi, mười mốt không có đi coi ba cái tuồng kiểu này nữa đâu nha, sợ muốn đái trong quần luôn vậy." Một bà cũng chen vô nói, như sợ ai nói hết vậy: "Ê, mà sao hay vậy mấy bà, chặt cái đầu rồi ha, mà còn hát được luôn á. Má ơi, tưởng tượng thôi là thấy ớn rồi. Cái đó chiếu một lần thôi, chứ cỡ mỗi lần chiếu là chặt đầu một người, rồi ai dám làm nữa." Mấy bà đi chung gật đầu như bữa củi. Trong nhóm có một bà nãy giờ sợ quýu hết mình mẩy, vừa đi vừa nhìn giáo giác. Đi gần tới cái cây gòn sau đất giường nhà bà ba, bà ngó ngó rồi chỉ mấy bà kia: "Ê, ê mấy bà, cái gì đỏ đỏ quơ quơ trên cây gòn vậy?" Cả đám nhìn một lượt qua, thấy lạ nên tò mò đi lại gần coi là cái gì. Vừa tới nơi thì thấy một cái bóng đen treo ngược lủng lẳng trên nhánh gòn, khè cái miệng đỏ như than, ré lên một tiếng như mèo kêu. Ta nói bà nào bà nấy quăng đuốc bỏ dép, chạy tới bò lăn xuống dưới ruộng, sắp ngửa mà bường xiết về nhà. Mấy bà vừa chạy khuất, cái bóng đen đang treo ngược trên nhánh cây gòn cười lên khành khạch. Nó liền mấy cây nhang đang cầm trên tay xuống đất, chồm người lên để đu cái nhánh cây bằng hai tay. Nó là thằng Giấy Thăng. Bữa thấy cảnh thằng cu đỏ té cây gòn, rồi dân vòng vòng cứ đồn đại cái cây có ma, nên nó quyết định hù mấy người này một trận. Nó canh giờ mấy bà đi về, khi thấy mấy người này đằng xa, nó leo nhanh lên cây, méo chân vô cái nhánh chờ sẵn. Lúc mấy bà vừa tới, nó ngậm nhanh mấy cây nhang đang cháy vô miệng, cắn trăng lại, hà khè ra một cái, trút ngược người xuống y như con dơi. Mấy cây nhang bị hà hơi thì cháy sáng lên, làm cho cái miệng nó đỏ lộm. Bởi vậy mới nhát được mấy bả chạy cống dò. Làm nãy giờ nó cười lộn cả ruột luôn. Vừa chồm người lên thì đập vô mắt nó là hai cái đốm lửa. À không, là hai con mắt đỏ như hai đốm lửa, đang dí sát vô mặt nó, cười khè khè như con rắn vậy. Trời tối thui, không hiểu sao nó thấy rõ mồn một cái thân người trắng toát đang đu tuốt trên đọt cây gọn, dương cái cổ dài ngoằn ngoèo, đưa cái mặt sát lại gần nó. Hồn dí lên mây, nó giật mình co giò bỏ chạy, mà quên mất mình đang ở trên cây. Kết quả là nó rụng như trái mít xuống đất, chỉ nghe một tiếng phịch nặng nề như người ta liệm bao muối. Sau đó trở về im ắng, chỉ còn tiếng dế kêu râm ran, báo hiệu một đêm sâu giấc đã bắt đầu. Sáng bữa sau, bà ba đi ra vườn lượm mấy trái dừa khô vô để dành nấu chè cho cô Hai Duyên gánh đi bán. Đi tới gốc cây, thấy thằng Giấy Thang nằm một đống dưới đất. Bà ba thất kinh, la làng la xóm lại coi thằng nhỏ có sao không. Hàng xóm chạy ra khiêng nó vô nhà bà kiểm tra các thứ. Nó còn thở, nhưng bị gãy tay trái. Bà sai tụi nhỏ chạy về báo cho cha má nó hay. Lúc nó tỉnh lại thuộc hết sự tình, mọi người vừa thương vừa trách. Thiệt tụi nhỏ sao mà nó chơi toàn mấy cái trò nghịch dại gì không đó. Bà ba là người Bạc Liêu, bà có mấy công thức nấu chè ngon lắm. Bà về đây mới có một năm, đem theo cô con gái duy nhất là cô Hai Duyên. Ông ba mất do bạo bệnh, nên chỉ còn hai mẹ con sống bơ vơ. Bà nghe nói xứ này bình yên, dễ sống, nên dắt con gái về đây mà đắp đổi qua ngày. Ông ba người Khmer, bà ba gốc Ba Tạo. Hai ông bà hiếm hoi sanh được cô Duyên. Do được lai bởi hai dòng máu, vì vậy mà cô mang một nhan sắc khiến cho bao nhiêu người đắm đuối. Mắt cô to tròn, đôi hàng chân mày đậm nét, mũi cao thẳng, da trắng, tóc xoăn bồng bềnh. Cô hiền lắm,
hay cười ít nói, nhưng nói ra câu nào là chắc câu đó. Như đợt cô chèo xuồng đi lên chợ huyện để mua đậu về nấu chè, đi ngang qua một đám thanh niên đang ngồi nhậu dưới mé sông, thấy có gái đẹp nên mấy ông mới quăng vài câu vô duyên để chọc ghẹo. Em ơi, nhà ở đâu vậy? Chịu anh không, anh qua nhà hỏi cưới em nha, mốt chèo xuồng chở em đi chợ cho đỡ cực. Cô Duyên cười tươi rối trả lời tỉnh bơn. Anh về hỏi má anh đi, má anh chịu thì anh qua cưới liền. Đám thanh niên cười rần, khen cô này đẹp mà còn chịu chơi. Chợt mấy ông ngồi ngẫm lại câu cô nói thì thấy cay như ăn ớt, nhìn lại cô đã chẹo đi xa dữ lắm rồi. Bà con làng xóm ai cũng thương mẹ con cô, cảnh mẹ già con mọn. Bà ba năm nay đã gần 70, mà cô Duyên chỉ mới có hơn 20 chút xíu. Hàng ngày bà ba sẽ nấu hai loại chè cho cô gánh đi bán, bữa sau sẽ đổi qua loại khác. Thay đổi liên tục nên lạ miệng, ai cũng ghiền. Già trẻ lớn bé mỗi khi nghe cô rao là xách chén chạy ra đứng chờ sẵn liền. Bữa nay cũng vậy, quá trưa chút xíu là cô Duyên đã bán hết hai nồi chè. Đi tới nhà bà Năm, cô ghé miệng vô cười tươi như bông. Năm ơi, Năm có nhà không Năm? Con Duyên đó hả? Có gì không con? Dạ con có chừa cho Năm với anh hai chén chè nè, Năm ăn lấy thảo. Con ghé coi Năm có nhà thì con về nói với má con. Má dặn con vậy á, nói là có chuyện gì đó muốn bàn với Năm á. Vậy hả? Vậy để tao qua bển luôn, chứ mắc công bà lội qua đây. Dạ, mà thôi Năm cứ nhà đi, má con nói là ở bển nói không có tiện. Dạ vậy thôi con thưa Năm con về. Cô không quên ngóng cổ ra nhà sau, kẹo cậu hai lúc này đang trốn biệt dưới bếp vì mắc cỡ. Chú hai ơi, con về nghe không? Bà Năm cười hiền, đánh yêu cô Duyên một cái. Cái con này, biết người ta mắc cỡ mà cứ ghẹo hoài. Chờ cô Duyên đi khuất, cậu hai mới lò dò lên, lấy chén chè bà Năm đưa, ngồi ăn ngon lành. Cậu hai năm nay gần 40 rồi còn gì. Đó giờ bà Năm hối miết cái vụ thái giá mà cậu đâu có chịu. Thấy cô nào mặt cậu cũng lạnh như băng. Vậy mà từ ngày cô Duyên về đây, cứ gặp cô là cậu mắc cỡ. Có công có chuyện thì cậu cũng qua giúp, nhưng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vô mặt cô. Biết vậy nên cứ hễ gặp là cô Duyên ghẹo. Một đôi tuy có hơi lệch tuổi một chút, nhưng dường như tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Ổng cứ gặp con người ta là chạy như vậy, không biết tới chừng nào mới dám thổ lộ chân tình. Chắc phải chờ cơ duyên xui khiến quá. Lát sau bà ba qua tới, gỡ cái nón lá ra quạt mấy cái, vừa cười vừa nói. Cô Năm khỏe ha? Mẹ ơi, sát một bên vậy đó, chứ thiệt lâu mới qua tới à. Dạ chị ba, em khỏe. Bữa nay qua bàn cái vụ cây gòn phải không? Nè, uống miếng nước trà đi cho bớt mệt, rồi nói ha chị ba. Bà ba hớp một ngụm trà, móc cái ống tiêm trong túi ra, đưa tay lấy miếng trầu bà Năm mới quấn xong, bỏ vô ống mà dặm. Vừa dặm trầu bà vừa nói. Ta nói thiệt khổ à. Cả năm nay đâu có nghe ai nói gì đâu cô Năm. Tự nhiên khi khổng khi không mà dân bị nhát liên tục à. Không biết có cái điềm gì không nữa. Cô Năm, bậy nhắm mà giờ mình sai tụi nhỏ đốn bỏ được không? Em thấy chắc phải đốn thôi, chứ gòn mà để lâu năm quá cũng không có tốt. Bữa em đếm thấy nó đủ 9 tầng rồi đó nghe chị ba. Tôi cũng có để ý tới đâu à. Dìa sang lỡ miếng đất còn hổng hay có cây gòn ở đó, thiệt vô ý hết sức à. Hên là tụi nhỏ không có đứa nào làm sao, chứ không là không biết ăn nói kiểu gì luôn đó cô Năm. Ôi ba, cái chuyện xui rủi ai muốn đâu chị ba. Để lát nữa em nói tụi thằng hai đi liền qua bển chặt luôn cho. Trưa bữa đó, cậu hai với đám anh ngối, anh lưới tay vào tay búa ra để đốn hạ cây gòn. Trước khi hạ búa, bà Năm thắp một bó nhang, đứng lầm rầm khấn vái. Không biết quý vị ở đâu lợi cây này ngự, nhưng mà xin thông cảm cho bà con,
người trận mắt thịt e ngại chuyện quỷ thần. Nay tôi năm trậu, xin phép quý vị cho tụi nhỏ đốn hạ cái cây đi. Quý vị ở đâu thì về lại đó, xin đừng quấy phá mà tội nghiệp dân lành. Thắp bó nhang thành kính, xin quý vị toại ý cho. Bà Năm xá bà xá, rồi ra hiệu cho cậu hai bước tới chặt búa đầu tiên. Không có chuyện gì xảy ra, anh Lứ lúc này mới bước lên dòng sợi dây chảo buộc cứng, rồi nắm đầu sợi dây chạy lại đằng xa thủ thế. Anh ngói vô cậu hai chặt một hồi thì ra hiệu cho anh lưới kéo. Cái cây gòn ngã cái ầm nằm dọc theo bờ đất, trong ruột rỉ ra một màu đỏ đỏ nhân nhất. Bà Năm trấn an: "Ờ, nhựa cây thôi con, thằng hai đóng cây đinh này vô gốc cho má đi." Bà đưa ra cây đinh một tấc cho cậu hai đóng ngập xuống cái gốc bây giờ đã nằm trơ trọi. Xong xuôi thì bà Năm với bà Ba đi vô nhà. Cô Duyên cười cười đưa cho mỗi người một trái dừa chặt sẵn, rồi cũng đi vô theo để cậu hai với mấy anh ở lại dọn dẹp. Từ bữa đó trong xóm không nghe ai nói năng gì về vụ gặp ma ở giường nhà bà Ba nữa. Mọi người an tâm hết sức. Thằng Đậu tiếp tục ở lại chơi với tụi thằng Tẹo cho tới khi nào bà Năm về dưới nhà nó ăn đám cúng cơm thì nó mới về theo. Trời tháng tư nắng nóng hầm hập, lâu lắm mới có trận mưa ào qua. Tối bữa đó nóng quá, tụi nó không chạy giỡn nổi mà rủ nhau chơi trúng kiếm. Cả đám sáu đứa tập trung ở nhà thằng Tẹo, rủ nhau ra sau hè có cái gốc dừa lùng làm cột đứng đếm. Thằng Đỏ xung phong đi kiếm, cả đám bắt đầu trốn. Riêng nó thì úp mặt vô gốc dừa mà đếm 5-10. Thằng Tèo leo tuốt lên đọt dừa, thằng Đậu thì chồm nhanh lên cây mù u núp vô tán lá. Hai đứa nữa thì phóng như bay chui cái rẹt vô mé dách chuồng heo. Con Thia lây quay chưa biết trốn ở đâu thì chợt nhìn thấy có đứa ngoắc ngoắc nó ở chỗ cái đám mù ngứa. Đằng kia thằng Đỏ đã đếm tới 75, nó quýnh quán nhào cái rẹt vô chỗ bụi môn. Trời tối, nó không biết đứa kia là ai nên hỏi thì thào: "Mày là đứa nào vậy?" "Mày nói một hồi bị nó xí bây giờ. Nè ăn đi, tao chạy ngang cây ổi thấy trái bự chín thơm quá trời nè, bẻ cho mày đó." Con Thia gặp ngay món tủ, bở trái ổi cạp một miếng bự. Trái ổi chín mềm ngọt mà thơm dã man. Nó ngồi say sưa gặm. Đằng kia chỗ cây mù u, thằng Đậu phủi lia lịa nói qua chỗ thằng Tèo lúc này đang ngồi chiếm chệ trên cái bè dừa: "Ôi da, anh Tèo ơi, cái cây này kiến dạng không à? Nhảy xuống đây, leo lên cây dừa ngồi tao nè." "Ừ, em có leo được đâu, giờ vợ tụt xuống chắc hết kịp rồi." "À, xí thằng Đậu với anh Tèo trên cây nha." Hai thằng trống cổ lên nói giọng xuống: "Thằng nào cây nào mới được chứ mày." Chứ chờ có vậy, thằng Đỏ đã xác định được. Nó chạy tới từng cây: "Xí anh Tèo trên cây dừa, thằng Đậu trên cây mù." Hai thằng mặt sụi lơ tuột xuống lèm bèm chửi nhau vì cái tội đi trốn mà còn lớn họng. Lát sau thằng Đỏ cũng lôi được hai đứa kia ra khỏi vách chuồng heo, chỉ còn mỗi con Thia là kiếm hoài không ra. Trốn trong bụi mông ngứa, con Thia nín thở khi thấy thằng Đậu đi ngang qua lại chỗ nó để kiếm. Thằng kế bên ra dấu cho nó im lặng, đè cái đầu nó xuống thấp hơn. Sau một hồi lục lội, thằng cu Đỏ đứng chống nạnh kêu: "Thôi tao thua rồi, ra đi con Thia kia, trốn kỹ thấy bà luôn à." Cả đám nãy giờ ngồi trước mấy trái chùm ruột phun hột phèo phèo, nghe thấy thì đứng lên đi lại chỗ thằng cu Đỏ để chờ con Thia ló đầu ra. Chờ hoài không thấy, thằng Tèo bực bội nói: "Con này dám trốn lâu quá, ngủ quên luôn rồi hay gì á. Tụi bay đi dạch hết cỏ cây bụi lùm á, có nó ngủ đâu đi. Con gái con lứa gì cái nết kỳ cục ghê." Cả đám túa ra đi kiếm từng đống củi, đống trơm, chuồng heo, bụi chuối. Thằng Đậu đi xăm xăm lại ngay chỗ cái bụi môn con Thia trốn, dạch lá ra thò đầu vô nhìn. Con Thia trợn lớn con mắt la lên: "Hú!" Thằng Đậu tỉnh như ruồi, quay qua nói với tụi đang kiếm: "Hay là nó chơi lẻn đường vườn chạy về đẳng rồi, cho tụi mình ở đây kiếm vậy. Thằng nào chạy lên nhà nó kiếm thử coi." Một thằng xung phong chạy đi.
Ở đây con Thiên ngơ ngác không hiểu sao thằng Đậu lại làm như vậy. Nó dòm đứng lên để bước ra khỏi cái chỗ núp, thì thằng kế bên đè vai nó xuống, gầm lên một tiếng: "Ngồi xuống!" Lập tức cả người con Thia cứng đờ, miệng mồm chỉ có thể phát ra tiếng ừ ử. Thằng nọ bây giờ lộ nguyên cái bản mặt dẹp lép, mắt tì hí, le cái lưỡi dài ra liếm mép rồi biến mất. Con Thia chính thức bị ma giấu. Cả nhà con Thia nghe thằng nhỏ chạy lại báo thì hết hồn, túa nhau ra đi kiếm. Bà Năm cũng hay tin, đi nhanh tới nhà ông Tám coi tình hình ra làm sao. Cả xóm nhốn nháo lên, đèn đuốc sáng trực. Có người còn lặn xuống mương mà mò, sợ con nhỏ trượt chân té xuống dưới. Kiếm cả buổi không có, bà Năm nghi ngờ, liền sai mấy đứa nhỏ đái ra mấy cái ca, lấy nhánh dâu tằm nhúng vô, bẫy khắp vườn. Một lát sau thì có người phát hiện ra con Tia đang ngồi co ro chỗ cái bụi môn ngứa. Lúc này miệng mồm con nhỏ cứng ngắc, toàn là củ môn sống, tay chân lạnh ngắt, mắt trợn ngược lên. Cả xóm quýnh quáng ôm con nhỏ vô nhà sức dậu, môi hết ba cái đồ trong họng nó ra, lau rửa mặt mũi. Hồi lâu sau nó mới tỉnh lại, kể hết sự tình, miệng mồm sưng chù dù vì ăn củ môn sống. Mọi người ai cũng nhìn nhau lo lắng, cấm tụi nhỏ ban đêm không ra lùm bụi. Đi đâu cũng phải có người lớn đi chung, kể cả là đi đái ban đêm. Bẵng đi chừng 10 ngày, mọi thứ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tụi nhỏ bắt đầu trở lại với cái cuộc sống ồn ào buổi tối sau bao nhiêu ngày bị cấm cửa. Tối đó, mấy đứa tách nhau bắt bộ, chia ra săn mấy trái lý bên nhà hàng xóm. Thằng Tẹo với con Thia một cặp, cặp còn lại là thằng Đậu với thằng Cu Đỏ. Cặp nào bẻ đủ 20 trái rồi về nhà sớm nhất là thắng. Bốn đứa lăn lê bò trường tới chỗ cây lý thì mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Nhìn lên cây lý sai quằng, đứa nào đứa nấy nuốt nước miếng ừng ực. Bởi vì cây lý nằm cách cái nhà chừng hơn chục thước thôi, nên tụi nó phải rón rén lắm. Bốn đứa lúc này đã leo lên cây an toàn và bắt đầu tác chiến. Con Thia nhanh tay lắm, rẹt qua rẹt lại đã gần chục trái. Hửi cái mùi thơm nực, nó cầm lòng không đặng nên vừa bẻ vừa ăn. Thằng Đỏ thì xui hơn một chút, nó leo lên ngay cái mé ít trái, cho nên cứ phải căng mắt ra mà kiếm. Đang ngó nghiêng thì có đứa đưa cho nó một chùm 3-4 trái chín vàng thơm bể lỗ mũi. Nó mừng hết lớn, chụp lẹ nhét vô áo. Đứa kia tiếp tục đưa thêm, nó vừa lấy vừa nhét vô áo, miệng cười te tét: "Hảo huynh đệ, chuyến này mình thắng chắc rồi mày ơi." Cầm mấy chùm liền, thấy bộ đã đủ, nó nói nhỏ với cái đứa đang hỗ trợ nhiệt tình kia: "Nè, được rồi mày, bây giờ tuột xuống đi về đi, nhanh nhanh á, không thôi hai đứa kia về trước bây giờ." Nó thò một chân xuống nhánh dưới để đi về thì nhìn lên, lại một chùm nữa đưa ra trước mặt. Nó bực bội cằn nhằn, cố để không phát ra lớn tiếng: "Trời ơi, tao nói đủ rồi, đi về, sao mà lại..." Không thể nói được hết câu, vì trước mắt nó không phải là thằng Đậu, mà là một cái cục gì đó trắng toát với hai cái đốm lửa nhỏ như hai con mắt đang cháy lập lòe. Chia chùm lý ra, hất hất về phía nó: "Nè, chùm này nữa thôi, nhiều quá tao ăn hỏng hết." Nói xong, nó cười lên khành khạch. Thằng Đỏ mất hồn buông tay rớt phịch xuống đất. Không biết kiếp trước ăn ở kiểu gì mà kiếp này leo cây té liên tục gì không biết. Nó sợ đái hết cả ra, lết muốn lủng hai cái đít quần. Ba đứa kia cũng thấy cảnh đó, phóng cái rào xuống đất mà lôi sành sạch thằng Đỏ về nhà. Đứa nào đứa nấy mặt mũi xanh dần, thở không ra hơi. Nhưng tuyệt nhiên tụi nó giấu nhẹm đi, đâu có dám cho người lớn biết, sợ bị ăn đòn. Cây lý đó là của nhà hai vợ chồng ông Tư Sĩ, chuyên nghề trồng rẫy. Ông Tư là bợm nhậu có tiếng, người quắt queo, ốm lội bè sườn xương sống. Còn bà Tư thì tròn quay như cái lu xi măng. Mỗi lần bà cổng ông Tư nhậu xỉn dậy, ai thấy cũng lắc đầu,
nhìn như con lóc nói ôm cột định. Nói thì nói cho vui vậy thôi, chứ hàng xóm ai cũng thương bà. Mỗi lần ông Tư nhậu xỉn quắc cần câu thì thôi, còn kiểu mới ba mớ mà phải đi về thì ông bực bội. Về nhà đá thúng đụng nia, kiếm chuyện quánh bà Tư không thương tiếc. Như cái bữa đi đám cúng cơm ở xóm dưới, chưa nhậu tới đô nữa, thì mấy ông ngồi chung bàn bắt đầu nói ba xàm ba láp. Một ông hất hàm với ông đối diện mà hỏi: "Ê Hai Lít, bữa nay nhậu vừa thôi nghe cha. Nhậu xỉn về mà lạng quạng á, ba rượt chạy như có cờ như hôm bữa nghe cha nội. Ôi bữa xui thôi, tại xỉn quá không có đập nó được, thành thử phải chạy nhanh cứu thần chứ cha. Chứ bình thường mà dám hó hé với tôi một tiếng thôi là mụ nội đổi chuối khô nó với tôi liền á." Mấy ông vỗ đùi cười khà khà. Ông lúc nãy cũng quay qua móc họng ông Tư: "Chà, chứ tôi thấy riêng cha Tư này là không dám động tới vợ rồi nè. Tướng chả như nhái bén vậy. Chả cả chớn là bà Tư bà giả bộ dấp té vô mình thôi. Tôi bảo đảm chả dẹp như con cá lưỡi trâu liền." Ông Tư tức mình vỗ bàn cái rầm: "Nè, ông nói cái gì nói lợi tôi nghe coi. Tôi mà sợ nó hả? Tôi đập nó hoài chứ vậy đó." Mấy ông nội chung bạn thuận nước đẩy thuyền: "Gì vậy? Phải không đó cha nội? Thôi đi, anh em nói chơi thôi, chứ mạnh miệng quá rồi gì thấy bả cái yếu xìu nữa. Vợ mình sợ, chứ sợ vợ ai đâu hả ông Tư ha?" Ông Tư hầm hầm không nói không rằng, đứng lên đi về một nước, mặc cho chủ nhà can ngăn. Bà chủ nhà bực mình, quay qua trách mấy ông trong bàn: "Mấy ông cũng ngộ thiệt đó, biết tánh ông vậy rồi, và lần nào nhậu chung cũng bài trò khích tướng ông á, cho ông về ông quánh bả. Bởi vậy người ta nói đúng quá mà, người ta nói bạn nhậu là..." Sợ vợ nóng quá nói lỡ miệng làm mất lòng khách đi, ông chủ nhà mới chạy tới bầm miệng vợ kéo vô nhà, không quên quay lại cười gượng với khách: "Mấy ông thông cảm nghe, vợ tôi tánh nó hơi nóng, mấy ông ngồi chơi tự nhiên ha." Còn phần ông Tư, về tới nhà thấy vợ đang lúi húi ngoài hè nhổ cỏ. Ông lè nhẹ nói: "Cơm nước chị cho tao chưa? Mà ngồi đó bươi bươi móc móc cái gì vậy con kia?" "Ông về rồi đó hả? Còn sớm mà, tôi nhổ hết mớ này rồi vô nấu." "Ông đói hả? Vô nhà nằm nghỉ chút đi, tôi làm rẹt một cái là xong hả?" "Mẹ bà mày, mày tính bỏ cho tao chết đói hay gì? Mày khỏi ăn cơm, mày nhổ cỏ đó lên mày ăn hết luôn đi cho tao nghe." Biết ông đang kiếm chuyện nên bà Tư nín thinh không nói. Để đứng lên đi ra sau bếp nấu cơm thì ông Tư nhào tới: "Trời đất ơi, cái con quỷ cái này, tao nói mày bộ khi dễ tao hay gì mà mày không trả lời. Tao đập cho mày hết mất dạy nè." Bà Tư vùng chạy, ông Tư với tay nắm đầu bà giật lại, làm tóc bà sổ tung ra. Giống dĩ tóc bà dài lắm nên ông Tư nhân đó nắm nhanh lấy mà ngoài mấy vòng, đè đầu bà xuống đất, đấm thùm thụp vô ngực bà. Bà Tư thất thế đành nằm đó chịu trận không chạy đi đâu được. Bà la làng la sớm kêu cứu. Mai sau ngay lúc đó, mấy anh con trai của hai ông bà vô nhà để ăn cơm. Thấy cảnh đó, hai anh con trai lớn tức quá xúm nhau trói ông vô cái gốc cột, bỏ đói ông, trói qua đêm cho mũi cắn, đặng ông bớt đi cái tật quậy quàng. Vậy chứ cũng chứng nào tật đó, triết rồi thành quen. Chí tội bà Tư bao nhiêu năm phải chịu đựng ông chồng mắc dịch mà không một tiếng thở than. Ai chửi ông Tư, bà chỉ cười: "Ôi mình mấy ông xương sóc không à, quánh như gãi ngứa chứ nhầm nhỏ gì đâu. Quen rồi, kệ ông đi, miễn sao tụi nhỏ nó chịu lo mần ăn là tôi vui rồi." Cho tới một ngày kia, trong lúc bà Tư ra vườn câu cá thì chóng mặt hay sao mà cắm đầu xuống cái ao bông súng. Không biết bà té từ hồi nào, lúc mọi người phát hiện thì thấy bà nằm úp người nổi lập lờ chỗ mé bờ. Mọi người hè nhau khiêng bà lên đi cấp cứu, đốt hơ lửa các thứ. Bà Ba chạy vội vô cái bếp lò nhà bà Tư, nhìn vô trong tro bếp thấy in hằn một cái dấu bàn chân quay vô trong.
Bà gấp gáp chạy ra nói nhỏ vô lỗ tai của cái ông đang cấp cứu cho bà Tư. Ông quay qua, mặt hơi đỏ nhìn bà ba. Ừ, cô bà nói thiệt không? Gì nghe kỳ vậy? Ôi kỳ cái đầu mày á, nhanh lên. Hồi nãy tao coi bếp lò thấy dấu chân quay vô, còn cứu được. Nghe lời, ông nọ vội chạy lại, núp vô bụi chuối làm cái gì đó. Rồi chạy ra, mặt hơi nhăn nhó. Tới chỗ bà Tư nằm, ông đưa một cái sợi gì đó, tựa tựa như sợi tóc ngắn, vô cái lỗ mũi phải của bà Tư mà xe xe. Dường như ngay lập tức bà Tư sặc một cái, rồi ối ra nước ào ào. Mọi người mừng trở mau mau khiêng bà vô nhà, thay đồ khô ráo. Bà tỉnh lại nhìn quanh quất mà không nhận ra ai hết. Mọi người hỏi thăm một hồi thì nghĩ là do bà mới chết đi sống lại nên đầu óc hơi lơ mơ chút xíu. Ông Tư hồi đêm qua nhậu bị trúng gió, nằm trong buồng, lúc này cũng bắt đầu lò dò đi ra. Làng xóm cứu tự đi về, ai cũng mừng thầm, đúng là ở hiền gặp lành mà. Từ bữa đó ông Tư không đi nhậu nữa, mà ở nhà chăm sóc cho bà Tư. Bà con làng xóm thì người ký thịt, kẻ lon sữa, phụ giúp ông lo cho bà Tư để mau hồi phục. Nhưng lạ một điều là bồi bổ cách mấy, bà Tư cũng không khỏe lại. Ban ngày bà cứ ngủ mê mệt. Có người thắc mắc thì ông Tư nói: ban ngày bà nằm vậy đó, chứ ban đêm là bà đói bụng bà đòi ăn, ăn nhiều lắm. Cũng đỡ chứ cứ nằm suốt vậy biết chừng nào mới khỏe. Vài bữa sau, ngày nào ông Tư cũng sai thằng con Út đi mua gà về cho bà Tư ăn. Hàng xóm thấy lạ mới thắc mắc: ủa Út, nhà má bay nuôi gà nhiều lắm mà, sao ngày nào cũng phải đi mua vậy? Dạ, mấy con gà nhà con cha làm cho má ăn hết rồi. Cha nói má ăn được nhiều, bởi vậy phải làm nhiều, miễn sao má khỏe là được. Nhưng càng bồi bổ thì bà Tư càng xanh xao, ốm đi thấy rõ. Hơn một tháng kể từ ngày xảy ra chuyện, bà Năm tới thăm nhà ông Tư. Nhìn thấy bà Tư xanh xao nằm trên giường, sốt ruột bà Năm mới hỏi: Tư à, rồi vợ mày lúc này ăn uống được không con? Mà sao nhìn nó xanh dữ vậy mày? Ờ dạ, tối tối vợ con tỉnh lợi ăn được lắm dì Năm. Mà không hiểu sao ban ngày nó nằm nín thinh vậy không biết nữa. Bà Năm thở dài, nhìn một lượt trên người bà Tư. Chợt bà thấy mấy cái móng chân của bà Tư đỏ máu như bị lật móng, mà lạ là cả 10 đầu ngón chân. Bà Năm kéo ông Tư ra sau hè, rồi rù rì: Nè Tư, cho Năm hỏi cái coi, sao mấy cái móng chân vợ bay bị gì dữ vậy? Ông Tư nhìn xung quanh, thấy không có ai, ông mới nhẹ giọng: Con nói cái này, Năm đừng có nói với ai nha. Khuya khuya con ra ngó là thấy vợ con nó ngồi dậy, khum xuống gỡ mấy cái móng chân cho bật lên chảy máu ròng ròng, rồi cười hí hí mình ơn vậy nó Năm. Sáng nào con cũng phải lau máu cái chỗ đó, băng lợi nó cũng gỡ ra. Kỳ vậy cả. Nè, mày nghĩ vợ mày có khi nào bị nhập tràng không Tư? Chứ sao từ lúc chết đi sống lợi nó kỳ cục vậy? Con không có biết nữa Năm ơi. Thiệt bụng con lo lắm mà không biết làm gì trơn. Năm có cách nào không Năm? Thôi bà yên tâm đi, tao có biết ông thầy thuốc này hay lắm. Ông ở bên xã bên nè. Để tao sai sắp nhỏ đi trước ông về coi bắt mạch cho con vợ bay. Thí dụ như ông bắt ra bệnh thì mình trị cho nó, còn nếu mà không thì mình phải tính cái khác. Dạ con biết rồi Năm, con cảm ơn Năm nhiều lắm. Thôi ơn nghĩa gì, thôi tao về. Dạ chị Năm về. Bữa sau, bà Năm dẫn một ông thầy thuốc lại nhà của ông bà Tư. Ông đeo một cái túi vải, tướng cao gầy, lưng hơi khòm. Bước vô nhà, ông nhìn quanh một lượt, rồi lắc đầu lên tiếng: Nhà có người bệnh thì phải mở cửa sổ cho thông thoáng chứ, đừng có để ủ ủ như vậy. Người khỏe mà cho ở nhà đóng cửa nẻo im ỉm cũng sanh bệnh chứ không có chờ đâu. Ông Tư nghe lời, đi lại mở cửa sổ chỗ giường bà Tư đang nằm.
ánh sáng lọt vô làm hiện rõ gương mặt xanh xao mệt mỏi của bà Tư. Ông thầy đi tới bắt mạch, nhìn một lượt rồi dạch mắt bà Tư lên coi ngó. Xong xuôi, ông lại cái ghế bên cạnh bàn trà ngồi xuống. Bà Năm rót trà ra ly rồi lo lắng hỏi: Sao rồi chú Bảy? Sao mà nó ăn được nhiều mà không thấy khỏe, cứ xanh xao vậy chú? Tôi bắt mạch đó, thấy mạch đập đều nhưng mà yếu lắm. Có thể là do không hấp thụ được đồ ăn thôi, tại bên trong nó không có khỏe, giống như cái lá mùn vậy đó. Chỉ có đổ bao nhiêu nước thì nó cũng chảy ra ngoài hết. Chút nữa kêu ai đi theo tôi đó, về nhà xách thuốc lại đây sắc cho cổ uống. Ngày ba thang, uống vài ngày coi sao. Mà chú Bảy có coi mấy cái móng giò của nó không? Có sao không chú Bảy? Ở đâu đâu, để tôi coi coi. Ông Bảy đi tới ngó qua, thấy tình trạng chân của bà Tư thì nhíu mày. Ông thở phào nói: Không sao đâu, đây tôi có cái hũ thuốc trị thương hay lắm. Rắc cái này vô một lần á là không sợ bị nhiễm trùng hay cái gì hết. Xong xuôi là nó lành ên à, không có cần sức thêm. Nói đoạn, ông Bảy đi tới rút trong cái túi ra cái hũ chứa bên trong thứ bột màu xám đen. Ông rắc lên mấy đầu móng chân của bà Tư, thấy chân bà hơi giật nhẹ, mặt mày cũng nhăn nhó chút đỉnh. Làm xong, ông Bảy cứu từ ra về, không chịu nhận tiền. Ông nói khi nào bà Tư hết bệnh rồi tính sau. Bà Năm với ông Tư nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Ông Tư sai anh con lớn đi theo ông Bảy để hút thuốc về nấu. Chiều đó, anh con trai xách về 12 thang thuốc gói trong mấy cái gối giấy. Anh đi thẳng luôn xuống bếp. Lát sau anh bưng chén thuốc nóng hổi lên, nói với ông Tư: Nè, chả đút cho má uống đi. Ông Tư bước tới cầm chén thuốc, chợt ông đưa lại cho anh con trai, mặt nhăn nhó: Trời đất ơi, thuốc gì mà cái mũi nó kỳ dữ vậy mày? Sao mà má mày uống được? Thuốc mà cha thì phải có mùi này mùi kia chứ. Vậy thôi để con đút cho. Mày đút đi, tao lên giống nằm chọc mắt chút. Anh con trai ghé tai bà Tư thì thầm: Má ráng lên nghe má, ráng uống thuốc rồi má nhanh khỏe lợi thôi hả má. Anh ngồi đó vừa thổi vừa đút hết chén thuốc cho bà Tư. Quay lại đã thấy ông Tư ngủ từ lúc nào rồi. Anh mới nhẹ nhàng đi ra sau bếp, xách mấy bịch thuốc đi ra ngoài. Lúc này trời đã bắt đầu chàng vàng. Chiều tối đó, lúc cả nhà cơm nước xong xuôi, mấy đứa con trai cũng đã ra hết ngoài chòi canh rẫy. Ông Tư cũng bỏ mùng cho bà Tư rồi vô buồng để ngủ. Trời về khuya, dế bắt đầu râm ran những bản nhạc đồng quê. Ngoài sân, sương cũng bắt đầu thấm lạnh mấy bụi chuối. Có vài cái bóng đen cứ lúp ló quanh nhà ông bà Tư như chực chờ điều gì đó. Lúc này từ trong buồng, ông Tư bước ra ngoài, mang theo vẻ mặt lạnh lùng rất lạ lẫm. Như thường khi, ông bước tới cạnh giường bà Tư, vỗ nhẹ nhẹ vô mặt bà, miệng chợt cười lên gian ác. Ráng đi, vài ngày nữa thôi là hết đớn đau rồi. Tao mà thành công là tao dễ gì quên ơn mày. Nói đoạn ông Tư, mà đúng hơn là con quỷ trong người ông Tư mới phải, nó tiến tới chỗ cuối giường, cầm chân bà Tư lên. Chỉ một động tác nhanh gọn, cái móng chân của người đàn bà khốn khổ lại bị lật lên, máu chảy tràn. Con quỷ khoái ác đưa miệng nuốt chùng chuột lấy dòng máu dần cạn kiệt trong cơ thể gầy mòn. Chợt nó khựng lại, mắt trợn lên rít một tiếng như xé giải. Nó lảo đảo định nhào người chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy tới cửa thì nó dầm phải thứ gì đó. Nó hét lên nhảy ngược vô trong, đưa tay phủi lia lịa cái bàn chân đang đau đớn. Một nhóm người xuất hiện ở trước cửa, phía ngoài cái chỗ vừa làm con quỷ sợ hãi. Nó gầm gừ định nhào ra, nhưng như sực nhớ ra cái kết giới đó thì khựng lại, mắt đảo lia lịa
định chạy ra cửa sau thoát thân. Ông Bãi bước lên nói với nó: "Mày chạy không có thoát nổi đâu con. Xung quanh nhà tụi tao rải tro nhang bàn Phật với đậu xanh, gạo muối hết rồi. Không hồn thì đưa tay chịu trói đi, xuất ra khỏi người gia chủ liền." "Tụi bay hay đó. Tao đã che giấu tới mức này mà tại sao tụi mày biết được?" Bà Năm bước lên, chỉ mặt con quỷ mà chửi: "Mày đúng là cái thứ quỷ quái mà, ranh mảnh quá ha. Tưởng qua mặt được bà già này dễ sao con? Bà đặt cố ý tung tin để mọi người nghi con Tư là quỷ nhập tràng mà bỏ qua mày. Mà mày chỉ sơ hở một cái nhỏ xíu thôi à." "Là cái gì chứ? Tao đã tính kỹ hết rồi. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tao mà." "Chú Bãi nó ở sát nhà tao, mà mày nhìn không ra là mày hay lắm rồi đó. Còn nữa, con Tư kêu tao bằng dì Năm, nhưng thằng Tư lại kêu tao là cô Năm. Mày đâu có ngờ phải không? Bữa nói chuyện mày kêu tao bằng dì Ngọt Xớt là tao nghi rồi. Thêm một chuyện nữa nè, thằng Tư nó ăn nhậu quậy quạng, chứ nó kỹ lắm à. Chưa bao giờ bỏ đôi dép ra ngoài khỏi giò. Còn mày dòm mày kìa, chân cẳng thấy gớm không? Chắc từ hồi nhập xác tới giờ chưa tắm rửa luôn hai vị đó mà." Con quỷ dòm từ trên xuống dưới mình mẩy của ông Tư, rồi nó hái bà Năm. "Nghĩ sao? Người ta chết nước mà biểu người ta tắm. Hồi đó tao cũng có thằng chồng ăn nhậu vậy nè. Bữa đó nó nhậu về, nó quánh rồi nhận nước tao chết ngắt à. Xong nó đẩy tao xuống sông cho trôi đi đâu thì trôi. Tao lang thang tới xứ này á, thì thấy cái cây chưa có dông nào ngữ, nên mới lên đó ngồi. Ai biểu tụi mày chặt cây của tao không chị? Thì tao phải kiếm chỗ trú chứ. Thời mai gặp cái nhà này tao thấy được. Thằng quỷ này ăn nhậu tối ngày, người yếu nhất, dễ nhập vô thấy mộ. Cho nên tao quậy luôn. Tụi mày cũng rảnh lắm, còn mấy ngày nữa là tao luyện thành tinh nhờ máu người rồi, mà còn ráng phá tao cho được." Bà Năm hỏi dặn lại: "Nè, mày chết nước, mày là ma gia mà sao không ở dưới sông? Mắc mớ gì leo lên cây ngự tránh chi?" "Ủa, bộ ma gia là phải dưới sông hả? Mà tao đâu phải ma nữa đâu, tao là quỷ rồi. Mày thấy có ai kêu quỷ gia không? Lên một bậc á, là phải ở chỗ cao hơn chứ mày." "Thành quỷ mà cũng tự hào dữ ha. Vậy rồi bữa con Thia chơi trốn kiếm bị giấu cũng là mày chứ gì?" "Không nha, đừng thấy tao là quỷ cho mắt đổ thừa là đổ thừa. Con nhỏ đã bị con trắng bên miễu giấu chứ bộ. Ai biểu chơi ban đêm, nó thấy vui thì nó chơi chung thôi. Mà tao thắc mắc cái thằng thầy thuốc làm cái gì lên người cái con này mà tao hút máu nó như bị dính bùa vậy?" Lúc này ông Bảy mới lên tiếng: "Thì bùa chứ là gì nữa mày. Tao xin trên chùa về trấn mày đó. Mấy cái thuốc tao rắc lên chân bà vợ gia chủ là tro bùa. Ai biểu mày ham ăn hốc uống răng chịu. Thôi thôi thôi, bây giờ khôn hồn á thì đưa tay ra chịu trấu đi, để tao dẫn mày lên chùa nghe kinh mà sám hối. Chứ không thì đừng có trách à." "Chà ngon ha, hâm tao hả? Cản đường thành tinh của tao hả? Ăn không được tao phá cho hôi à." Dứt lời, con quỷ giọt ra khỏi người ông Tư, hiện nguyên hình là một người đàn bà quần áo ướt nhẹp, đầu tóc rủ rượi, nhe cặp nanh vàng khè quá môi dưới, mặt sình ương lên căng phòng, lồi ra hai con mắt trắng hiếu ra ngoài. Ông Tư ngã ngang không biết trời trăng gì. Con quỷ nhào lại hướng bà Tư thì bị hất văng ra. Hiện lên trước mặt nó là hai bóng người không đầu. Họ không nói không rằng lướt tới chụp lấy hai vai con quỷ, rồi lôi tuột xuống đất mất hút đi. Ông Bãi lắc đầu: "Ôi, rượu mời không uống, đòi uống rượu thuốc không à. Lì lợm ngang ngạnh thì về dưới mấy ông giận cho biết mặt anh hùng à." Trở lại câu chuyện bữa đó, sau khi nghi ngờ ông Tư có khả năng bị quỷ nhập, bà Năm qua nhà ông Bãi đang kể lại sự việc, mong được giúp đỡ. Ông Bãi vốn thật là thầy thuốc, nhưng ông có căn tu,
nhà ông thờ Phật, chuyên hút thuốc nam cứu người, không lấy tiền công khán gì. Đêm trước ông Chim Bao thấy có thằng nhỏ tầm 12-13 tuổi. Nó báo với ông là trong xóm có quỷ ngự, phiền ông qua giúp. Nếu làm không xuể thì nó canh tình hình báo quân ứng cứu. Quả nhiên sáng bữa sau thì bà Năm tìm tới nơi. Sau khi bàn bạc với nhau, hai người lên kế hoạch thu phục con quỷ. Ông bãi lên chùa xin thỉnh hai lá bùa, một lá đốt pha thuốc cho bà Tư uống, lá còn lại thì đốt lấy tro mà rắc lên vết thương của bà, chờ con quỷ hành động. Rồi xin thêm tro nhang gối lại như mấy thang thuốc cho anh con trai lớn đem về. Dặn dò kỹ lưỡng, nếu thấy con quỷ giả bộ đi ngủ thì len lén trải tro nhang cùng với đậu xanh, gạo muối trải bao quanh nhà. Lúc này chợt có một cái bóng thằng nhỏ hiện ra, mặc cái quần cục với cái áo thun te tua. Nó cúi đầu mà nói: "Dạ con chào mấy ông mấy bà." Ông bãi mừng ra mặt, chỉ tay về phía thằng nhỏ: Cái thằng này hồi đêm trước á, về báo mộng cho tôi nè chị Năm." Nó là thằng Tí. Thấy thương nó lắm chú Bãi. Nó đi theo tôi lâu nay đó. Chắc nó theo dõi con quỷ rồi đi kiếm chú tiếp ứng chứ gì." "Dạ bà Năm, con theo dõi từng chuyện nó làm rồi, rồi đi về báo cho mấy ông bà bên miễu. Họ nói đây là kiếp nạn của dân xóm, cho nên phải để cho mọi người tự tìm cách giải quyết á. Chừng nào không được á thì qua báo đặng mấy ông giải nó về dưới chịu tội." Mấy anh con trai của ông bà Tư nãy giờ đứng ngoài sốt ruột, tay chân lóng ngóng, giờ mới dám lên tiếng. "Dạ bà Năm ơi, bây giờ tụi con vô coi cha má có sao được không chứ bà Năm?" "Vô đi con." Thằng Tí lướt một cái thiệt nhanh, nép sát vô người bà Năm. Nó tiếp lời: "Bà Tư, con thấy còn cơ hội, chứ ông Tư thì con thấy yếu lắm rồi. Con quỷ nhập vô suốt à, nó ăn toàn đồ sống với máu tươi, bụng dạ nào mà chịu cho thấu. Với lại nhiễm quỷ khí nặng quá nữa, hơn một tháng trời chứ ít đổ gì đâu." Ông Bãi gật đầu nhìn bà Năm: "Thằng Tí nó nói phải đó chị Năm. Thằng Tư bây giờ như đèn cạn dầu rồi. Để tôi kêu tụi nhỏ sắc cho vợ chồng nó mấy thằng thuốc bổ, hầm đồ ăn bổ dưỡng mà đút, còn nước thì còn tắt thôi. Cầu ơn trên cho vợ chồng nó một hy vọng." Ông Bãi cũng sai mấy anh con trai của ông bà Tư đi lấy trụ lau khắp đồ đạc trong nhà, xong tội xả để giải trừ âm khí đi. Ông còn xin thêm bùa bình an mà treo trong nhà ông bà Tư. Vừa làm ông vừa lầm rầm niệm Phật, cầu mong cho mọi sự bình an. Vài ngày sau thì bà Tư hồi phục nhanh chóng. Bà đã có thể ngồi dậy nhưng người vẫn còn yếu lắm. Bởi do bị mất máu quá nhiều, còn bị con quỷ nó trấn cho nằm im chịu trận. Mọi người làm gì nói gì, bà đều biết hết. Đau khổ nhất là phải chịu sự hành hạ của con quỷ mỗi đêm. Riêng phần ông Tư, sau mấy ngày được con cái chăm sóc, đột nhiên ông tỉnh hẳn như chưa có chuyện gì xảy ra, cười cười nói nói vui vẻ. Ông còn dành cả phần chăm sóc bà Tư nữa. Còn ai nấy cũng đều mừng ra mặt. Bà Tư mỉm cười nhìn ông: "Ông mới tỉnh mà, nghỉ ngơi đi cho khỏe ông, để tụi nhỏ nó mừng." "Tôi muốn tự tay chăm sóc cho bà. Bà, trước nay tôi quấy với bà quá xa, bà cho tôi nhận lỗi, tha thứ cho tôi nghe bà." Bà Tư tròn mắt nhìn ông Tư, rồi nhìn sang mấy người con. Ông Tư cười, vỗ vỗ bàn tay của bà. "Cái gì mà hết hồn dữ vậy? Tôi nói thiệt đó, qua lần này tôi hối hận qua bà. Tôi ích kỷ sĩ diện, chỉ biết bản thân tôi. Tôi coi nhẹ bà, mặc dầu bà không có nhẹ miếng nào hết. Thí dụ mà có quay về được hồi xưa thì tôi không bao giờ đối xử với bà như vậy đâu." "Ông tỉnh lại là tôi mừng lắm rồi, không có chấp nhặt mấy cái chuyện lẻ tẻ đó đâu." "Tôi thương bà dữ thần lắm. Bà nghe tôi dặn nè, cái thân bệnh đau yếu ớt,
mai mốt đừng có ra ao ra mương nữa nghe không? Muốn gì kêu tụi nhỏ nó mần. Tụi nó lớn hết rồi, nên tôi cũng yên tâm. Bà Tư ngạc nhiên nhìn ông Tư, không hiểu sao bà có dự cảm không lành. Ông chỉ cười cười rồi nói: thôi tôi đi tắm rửa cái đã, mình mấy bữa nay rắm rứt khó chịu quá. Chiều đó cả nhà quay quần bên mâm cơm, cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi mới xuất hiện lại. Ông Tư gấp cho vợ miếng gan vịt rồi nói: nè, món bà thích nhất đó. Bà Tư mỉm cười ngại ngùng như gái mới lớn. Anh con trai lớn ghẹo: cha với má chuyến này chết đi sống lại, cái là trở về lúc mới yêu luôn ha. Cả nhà cười gian. Bà con đi làm ruộng về ngang, nghe thấy ai cũng mỉm cười mà chung vui với niềm hạnh phúc đó. Sáng bữa sau thì mọi người lại thắc mắc khi nghe tiếng khóc của bà Tư vang dậy làng xóm. Người ta đều hỏi nhau: không lẽ mới đây mà cha nội Tư cha trở chứng quánh bả nữa rồi hả ta? Mọi người lại gần ngó nghiêng thì thấy nhà ông Tư đã lác đác người chạy ra chạy vô. Thì ra đêm qua ông Tư ăn uống xong, ông than mệt nên đi nằm. Các con ông cũng ra chồi rẫy, chỉ còn bà Tư ở nhà với ông. Bà còn yếu nên cũng không ra vô coi ngó ông được. Sáng ra mọi người từ rẫy trở vô nhà, thấy nhà cửa vắng lặng nên vô buồng kiểm tra. Thấy ông Tư vẫn nằm ngủ im lìm nên lay vai ông dậy. Lúc này thì người ông đã cứng ngắc lạnh tanh, chắc ông đi từ khuya rồi. Bà Tư khóc ngất kêu tên ông trong vô vọng. Được một hồi thì bà cũng xỉu luôn trong tay của bà Ba Hên. Mọi người lu bu vừa lo cho bà, vừa lo tang lễ cho ông Tư. Không khí nặng nề vô cùng, ai thấy cũng xót xa. Đúng là hạnh phúc chẳng tài ngang. Đám tang ông Tư trời mưa như trút nước, mưa trôi đi những ký ức đau buồn, động lại trong lòng mọi người một hình ảnh thân thương từ nay đã không còn hiện hữu. Sống mà không biết nâng niu trân quý nhau, tới khi nhận ra đôi khi cũng đã quá muộn màng. Ôi, đời người ngắn ngủi quá, mới thấy đó mà mất đó. Người đi thì khỏe rồi, chứ còn người ở lợi là đau lòng hoài. Thằng Đậu ngồi nhìn về hướng nhà bà Tư, buông ra mấy câu cảm thán tâm trạng bi đát. Bây giờ bụp một tiếng, cục sình non dính ngay trán của nó. Nó chớ giới té luôn từ nhánh cây mắm xuống sông một cái tủm. Tụi thằng Tèo tuôn luôn một băng đạn sình non về phía nó. Nó quýnh quán lặn xuống nước mà trốn. Thằng Tèo cười ha hả: cho mày lên cái giọng thầy đồ hả mày? Có cái chuyện leo dừa còn học hoài không được. Bữa nay mày đặt chăn chương lai láng, tấn công nó đi thôi. Thằng Cu Đỏ đang đứng gần đó tự nhiên la á lên một tiếng. Mấy đứa hết hồn quay lại thì nhìn thấy nó lính quýnh đang sải tay lội dí theo thằng Đậu. Thì ra nãy giờ tụi nó đạp nước lội đứng để nghe lệnh của đại ca Tèo. Thì thằng Đậu đã nhân cơ hội lặn lại gần tuột cái quần đùi của thằng Đỏ mà lặn giọt đi. Thằng Đậu đã lặn lại tuốt đằng xa, cầm cái quần quơ quơ cười khằng khặc nói: muốn chuột cái quần á thì khôn hồn đứng đó cho tao chọn một trái lựu đạn đi, không thì ở dưới sông luôn đi nghe con. Tao sợ mày hả? Tấn công nó tụi bay, thà hư quần á chứ không để hư danh anh Cu Đỏ của mày được. Cả đám dí theo thằng Đậu, lúc này đang vừa lội vừa lặn để chạy trốn đi. Sau lưng nó trào trào mấy trái lựu đạn sình, tiếng cười la vang cả một khúc sông giữa trời trưa nắng. Ông bà Tám trên nhà sàn dòm ra lắc đầu cười: đứa nào đứa nấy 15-16 hết rồi mà cứ như con nít vậy. Ôi mà thiệt, sống cực khổ cỡ nào cũng được, miễn sao gia đình im ấm, con cái tụi nó sống vô tư vui vẻ vậy hoài là sống không có uổng phí miếng nào hết trơn đó, hả bà ha. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Nước Lên Bờ,
của tác giả Quỳnh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.